cá bóp đang xuất bán nha các bạn. Cá bóp nuôi ở ngoài hòn giờ đang lên cần còn 6-7 kg, 10 kg này, cần cần sáng 70 kg rồi đó. Đây đóng thùng ra vô đóng. Có 70 thùng, cá ăn rất là ngon luôn. Nuôi ở ngoài bè ngoài hòn á, ngoài hòn thì dùng nước nó sâu, nước nó tốt, tốt sự sinh trưởng của cá. Đây, họ vô thùng vậy này, quấn lại vận chuyển đi, nó ướt nước đá. Còn chú đó bắt từ dưới ghe lên nè, trong bè anh ta, bắt xin lên ghe, xong rồi ghe đem vô bến để đóng thùng. Cá bóp này nấu bánh chua ăn rất ngon các bạn, lẩu chua rồi đó. Có một cái loại cá bớp mà không có cá mi, cá bớp biển á, cũng cũng ngon nha, nhưng mà cá bớp biển là ít có lắm. Cái chủ yếu là ghe người ta lấy người ta bắt được thôi. Cá bớp biển thì cái con cá bớp nó trắng hơn cá bớp này, cá bớp này nó đen, con nhỏ bắt ra bên, con bự bắt ra bên. Một cái gì kia mà không được.